Vâng, em Chiến mến chào tất cả các bác nhé. Trước mắt các bác đây là cặp Boss Xéo Lấy 1 Series 2 hàng tuyển về. Thì giá em này là 32 triệu đã bao gồm phí ship. Trước khi vào video chi tiết, em mời các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Nếu các bác nào thấy yêu thích cặp Boss này thì các bác liên hệ cho em. Thì em sẽ đi sâu vào chi tiết để các bác ở xa có thể được xem được cái sản phẩm mà không cần phải tới cho em. Tất cả sản phẩm bên em bao dinh toàn tập cho các bác và là chất bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Cặp loa này giá 32 triệu nha bác. Đối với cặp loa này các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke tốt ở những phòng 35-40m² nha. Và có thể kết hợp với những con sub bass 25 đô lại hay bass 30 tùy theo ngân sách của chúng ta. Trước khi vào chi tiết thì chúng ta mời em mời các bác xem e-canh. E-canh rất là đẹp nha các bác. Đây, phía trên và phía dưới em này sở hữu 2 bass và 2 chép và 2 mic. Dòng Series 2 có thiết kế rất là đậm đà. Rồi em mời các bác xem từng một chiếc một nha. Chiếc đầu tiên các bác thể thấy được góc cạnh nha. Đây, góc cạnh rất là đẹp. Đây các bác góc cạnh nha. Buông thành sắc cạnh cho các bác nha. Về tổng thể phía trước là hai sản phẩm các bác sẽ thấy nó như thế này. Và cạnh phải nha các bác, cạnh phải đây là góc của cạnh trước này, sau này. Đấy, đây góc đây nha các bác, góc rất là bén luôn nha. Rồi mình đi tới vân vân gỗ, các bác sẽ thấy được bên cạnh phải nha. Đây, 32 triệu là đã bao gồm phí ship nha các bác. Các bác nào chuyển con đủ thì em sẽ bớt 300 ngàn đối với cặp loa này. Rồi em đi đến cạnh bên trái để các bác thấy được toàn thể cái cặp loa. Đấy, hay là phía trên cao, phía dưới xuống nha. Đây là cạnh nha các bác, đây có thấy cạnh nha. Góc cạnh rất là đẹp. Đối với cặp loa này thì còn rất quá mới nha các bác. Quá mới. Cạnh là bé ngắt hết nha các bác. Tại vì em tiếng hàng là đưa đếm shop rất là kỹ từ bên đó về. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho qua hai số điện thoại này để chốt cặp loa Boss 601 Series 2 giá là 32 triệu. Cặp loa này còn rất là mới, các bác thấy logo nó này. Đây, logo mới tròn luôn nha. Hai chạm loa rất là mới luôn. Chạm loa nó sử dụng là chạm càng cua nha các bác, càng cua. Hoặc là các bác dùng mỗi chim thì đều xài được hết nha. Này chúng ta vặn nó qua, âm dương nó có ký hiệu trên này rồi. Đây, cạnh trên cạnh dưới rất là xuất sắc luôn. Rồi giờ em sẽ mở cái kênh ra để các bác xem tiếng loa. Vâng, và đây là tiếng loa hai loa bass phía trước hướng lên phía trên và hai loa bass phía dưới nha các bác. Và đây là hai loa chép và hai loa mic nha các bác. Đây các bác thấy tiếng loa rất là đẹp nha. Hai loa bass nha các bác. Và đây là loa bass dưới. Tất cả là nguyên zin hết nha các bác. Hoạt động hoàn hảo luôn. Đối với dòng loa này thì các bác karaoke thì lời rất là tốt, tại vì nó sở hữu là hai loa chung luôn nha các bác, hai loa chung cho một loa. Và phía trước nó chỉ có cái logo Boss này, Drive, lo Beaker, ví dụ là sẽ là một Series 2 nha các bác, Array, lỗ thông hơi. Đây,
Đây các bác thể thấy được chất loa bãi về nó rất là sạch và nhìn nó rất là đã. Và em dừng video, các bác nào chốt cặp loa Series 1 Series 3 này thì liên hệ cho em Chiến nha. Giá là 32 triệu đã bao gồm phí ship. Về độ đẹp và độ dinh của cặp loa thì các bác khỏi phải cần bàn luôn. Góc cạnh đẹp keng hết nha. Con này mà có thùng xốp có thể bỏ vào thì gọi là hàng thùng xốp. Nhưng mà nó không quan trọng nha các bác. Những sản phẩm này là đã qua 5 tháng rồi. Thùng xốp chẳng qua là mang tính chất để chúng ta nhìn nhận nó cao hơn một tí so với hàng ngoại thôi. Có nhiều con không thùng vẫn đẹp hơn không có thùng, nó là chuyện bình thường nha các bác. Có thùng chỉ chẳng qua để đánh vào tâm lý các bác thôi, chứ còn các bác chỉ cần sản phẩm nó đẹp như thế này. Các bác thấy góc cạnh không, bén ngắt như thế này đấy. Giá là 32 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Mọi chi tiết các bác cứ liên hệ trong qua hai số điện thoại này đấy. Em giao hàng tận nơi cho các bác nha. Giá đã bao gồm phí ship nha các bác. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên, tầm 10%, hoặc là chỉ không đủ em sẽ bớt vài trăm nha các bác.